À, chào các anh chị, tôi đang đứng ở trong một cái trại gà quy mô là 67.000 con gà đẻ với một cái công nghệ được nhập từ nước ngoài về. Thì ở công nghệ này á, thì các anh chị thấy là đây là cái hệ thống gom trứng tự động. Ở đây nó có một cái băng tải gom. Như vậy thì khi cái người chủ trại người ta muốn thu gom trứng thì người ta sẽ bật cái hệ thống lên và cái trứng nó sẽ được tự động gom về một chỗ. Bên cạnh đó thì các anh chị thấy đây là những cái máng ăn. Và những cái máng ăn này thì được hệ thống thức ăn bơm từ ngoài silo vào, bơm tự động cho gà ăn theo lịch định kỳ theo giờ. Như vậy thì cứ 6 tiếng đồng hồ thì hệ thống thức ăn sẽ được bơm vào trong các cái máng ăn này tự động để cho gà ăn mà không cần công nhân. Bên cạnh đó thì các anh chị chúng ta sẽ thấy rằng là một cái hệ thống gom phân tự động. Đó các anh chị thấy. Thì khi mà chúng ta cần cái hệ thống gom phân này hoạt động thì chúng ta chỉ cần nhấn nút thôi thì hệ thống gom nó sẽ gom về cái kho chứa phân. Và trong đó thì sẽ được phân sẽ được sấy khô và giảm được mùi hôi cũng như tránh được ô nhiễm môi trường. Như vậy thì các anh chị thấy rằng là ở công nghệ 4.0, ở cái việc mà ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong chăn nuôi và trong nông nghiệp sẽ giảm được cái chi phí đầu tư ban đầu, giảm được cái chi phí dịch bệnh, giảm được chi phí công nhân. Như vậy thì sẽ mang lại những cái hiệu quả nhất định cho cái người chăn nuôi khi người ta đầu tư ở những cái quy mô công nghiệp như thế này. Mời các anh chị chúng ta cùng tham quan.